Trung tâm Hiền Miêu xin kính chào quý khán giả. Trước mắt quý khán giả ngày hôm nay thì bên Hiền Miêu đang xây dựng và lắp ráp một cấu hình karaoke cực kỳ đẳng cấp và chất lượng luôn. Với cấu hình này thì có thể chơi cho không gian diện tích rộng khoảng hàng trăm mét vuông được. Ngày hôm nay thì bên Hiền Miêu sở hữu cho anh em một cặp loa, nó là cặp MRX525, đời sản xuất made in USA. Sở hữu hai bát 40, một chép kèn, sở hữu bát neo và tép neo cao cấp. Đời MRX500 thì MRX525 được đánh giá là đẳng cấp nhất và phân khúc cũng luồn tiền nhất, hợp lý nhất mà lại chơi bát kép hoành tráng anh em nhé. Và ngày hôm nay thì bên cạnh đôi loa là một cặp súp của hãng GCS, hàng bãi, sở hữu bát 40 từ 220 cùng 100. Thì với cấu hình này bên em yêu sử dụng hẳn một đôi súp và sử dụng một máy đẩy của hãng BF Audio mã số XRI8000, hay là mã. Thì với cục đẩy này thì công suất khủng, thoải mái đánh cho cặp súp và cặp loa trên, và một bộ mic sự kiện 4 dâu đẳng cấp. Thì với cấu hình ngày hôm nay thì bên Hàm Yêu đang test trên chiếc vang AP-K9820 là mã Bluetooth. Thì sau đây kính mời quý khán giả và anh em thẩm âm và nghe nhạc cũng như hát karaoke của cặp loa này. Đầu tiên bên Hàm Yêu sẽ thực hiện test về phần tiếng micro, anh em nghe tiếng micro. Và với cấu hình này thì bên em sẽ cài đặt 4 chế độ nghe và hát khác nhau, thì để thuận lợi cho quá trình sử dụng, các bác sử dụng từ trên điều khiển từ xa toàn bộ. Anh nghe tiếng về tiếng vang echo lên 6 7 8 9 9 10. Đây là phần mic mọc hát với gì vật không chưa trộn echo anh em nhé. Sau đây mời anh em thẩm âm về tiếng micro qua một ca khúc của anh Xuân Hòa được mang tên Một Chuyến Bay Đêm, karaoke nhạc sống, nhạc của anh Tình Trần Hoa Gà. Anh Tình Trần là một trong những người chuyên phối nhạc, có nền nhạc cực hay. Các bác nào muốn hát karaoke thì vào kênh của anh Trần Tình hát cũng thấy ok. Sau đây mời anh em thẩm âm ca khúc này do anh Xuân Hòa trình bày. Giữa đại dương ngủ yên giấc men rừng, bạn
tiếng micro quá tuyệt vời không anh em. Thì với cấu hình karaoke mà nó chất lượng như này thì bên em hiện nay cũng kêu ngao đoạn để cho anh em nghe, không cần mang tên quả úa, anh em nghe độ chậm rãi của cặp loa này nhé, chứ nghe nhỏ nó hay được. Anh em nghe tiếng bát nó rất cực kỳ dày dặn và mát nhá, sở hữu một đôi rồi, đôi suốt rồi, thoải mái luôn. Lên sau bay vàng quá hay luôn, vàng và AP thì cũng là đứng đầu rồi. Còn nhớ tên nhau, xin gọi trong giấc mơ. Còn chút thương yêu, xin đưa vào giữa. Có phải còn yêu, từ đôi lần thầm nhớ. Mình đã thật quên, cớ sao lòng vẫn chờ. Từ lúc em đi trong men cây rêu nồng, màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn. Bão tố triền miên ngày em về nhà đó, buồn hát buồn yêu ngõ đêm sầu cô một chiều trên đời anh làm thơ. Có biết tương tư vàng mưa, mộng dệt theo đà bên người mới. Mới biết mình yêu bao giờ. Ơi cố nhân ơi, xin đưa vào giấc mộng. Ok, thôi. Nữa xin cảm ơn anh em. Em nhu cầu đầu tư mua về bộ karaoke này thì liên hệ đến em nhá. Giá ngoài 70 triệu. Anh em bao cho anh em bao lắp đặt bao hay luôn.